Ngày 12 tháng 10 tại chùa Láng Cát, thành phố Sạch Giá, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân lễ Sành Rần Ta năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer. Đến chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Hòa Thượng Danh Lân, Ủy viên Hội đồng Trị sự Phó ban Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Thượng tọa Danh Phản, Phó ban Ban Trị sự, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Chư Tôn Đức, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, quý vị chức sắc chức việc, nhân sĩ trí thức đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc khắp tỉnh về tham dự. Về phía chính quyền tham dự có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng tham dự. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Danh Đổng cho biết, buổi họp mặt được tổ chức nhằm ôn lại ý nghĩa truyền thống lễ Sành Rần Ta của dân tộc Khmer, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc tiền bối, đối với cha mẹ và thầy tổ, biết ơn đảng và nhà nước, tri ân đến các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Đặc biệt, buổi gặp gỡ hôm nay là để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hội, giúp công tác hoạt động hội ngày càng đi vào nề nếp, mang lại lợi ích an vui cho xã hội nhiều hơn nữa. Hòa Thượng đặt niềm tin, hy vọng rằng trong thời gian tới các cấp các ngành sẽ có nhiều giải pháp tốt nhằm giúp sư sãi và đồng bào Khmer nói riêng, nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung có cuộc sống ngày càng phát triển ấm no và hạnh phúc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe Hòa Thượng Danh Lân và Thượng tọa Danh Phản đọc thư chúc mừng lễ Sành Rần Ta năm 2023 của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh bằng hai ngôn ngữ Việt và Khmer. Buổi họp mặt diễn ra trong khung cảnh thân tình ấm áp. Mọi người cùng nhau ôn lại ý nghĩa truyền thống của ngày lễ Sành Rần Ta là một trong những lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ, họ hàng, cầu phước cho linh hồn những người đã khuất, tri ân tổ tiên, phù hộ cho phương sóc an vui. Thay mặt đảng chính quyền, bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bày tỏ niềm hân hoan phấn khởi đến tham dự buổi họp mặt. Bà đề cao tinh thần đoàn kết của tập thể tỉnh hội, đặc biệt là các vị sư sãi, các vị ban quản trị đã tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội do chính quyền mặt trận địa phương phát động, như các hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng giao thông nông thôn, sửa chữa làm mới cầu giao thông nông thôn. Bà gửi lời chúc mừng đến chư tăng Phật tử và đồng bào Khmer trong toàn tỉnh đón lễ Sành Rần Ta trên tinh thần đoàn kết, an toàn, vui tươi. Tại buổi họp mặt, các đại biểu và bà con Phật tử thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi ý nghĩa tốt đẹp của ngày lễ Sành Rần Ta. Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng hoa và quà chúc mừng các vị chức sắc sư sãi cùng quý vị Phật tử đồng bào dân tộc.